thế là chị ơi dùng bông hoa nào ô hay trời không biết gió chờ ngày chị sinh ngày chị sinh trời cho làm thơ trời tình duyên bỏ chờ tình người đã đoàn. Anh Phương xin gửi lời chào đến tất cả các bác nhé. Hôm nay thì cũng giống như mọi hôm, giữa cái nắng gắt 40 độ của khu vực phía Bắc thì các anh điện lực vẫn quyết định là cắt điện, và hiện tại thì em đang phải sử dụng máy phát. Mà không biết này, em vẫn bảo các bác là không biết bác nào có biết về máy phát không. Nhưng máy phát này em tự nhiên nó tụt xuống còn có 190 thôi, cho nên là điện hơi yếu. Nhưng mà ngày hôm nay thì này rất là vui mừng khi mà được kết nối với chỗ bác giám đốc của công ty Cường Thành ở khu vực thành phố Hà Nội thân yêu, có lên một bộ cấu hình âm thanh rất là VIP. Mời các bác cùng tìm hiểu về bộ cấu hình âm thanh này. Các bác thấy rằng là anh Phương vừa rồi mới thử hát chay thôi để thể hiện rằng đây là một dòng loa 925 mà cho cái lời ca cực kỳ rõ nét và trong sáng. Khó có dòng nào có thể địch nổi về lời ca của dòng này. Nếu như thực sự các bác mà đang sử dụng những đôi loa thông thường, thậm chí những đôi loa mà trong tầm tiền của đôi loa này, cắm đôi loa đấy vào sau đó là thay bằng đôi loa 925 thì chắc chắn các bác sẽ nghiêng về 925, phải nghiêng cái tầm khoảng 70%. Nếu mà tính theo độ thì các bác phải nghiêng tầm khoảng độ bao nhiêu nhỉ? 30 độ so với phương thẳng đứng. Chắc các bác sẽ nghiêng nước nghiêng thành luôn. Và ngày hôm nay thì trước khi các bác chú ý cho em là hiện tại em đang sử dụng nguồn điện của máy phát, cho nên là nó không đủ dòng điện, là nó vẫn có một cái tiếng nó là hơi on. Còn 4.500.000 đồng, có đôi súp 40 thì giá
vào tầm khoảng 10 triệu 500 ngàn đồng. Giá lẻ của nó là 11 triệu và giá combo là 10 triệu 500 ngàn đồng. Một con đẩy AP 8004, giá của nó 9 triệu 800 ngàn đồng. Một con van số có giá 5 triệu đồng. Một bộ quản lý nguồn giá 2 triệu và một bộ mic có giá 3 triệu 200 ngàn đồng. Đây là một combo không thể chê. Bác luôn luôn vui vẻ yêu đời và công ty ngày càng phát triển thịnh vượng. Xin cảm ơn tới tất cả các bác đang theo dõi video. Mọi chi tiết phối ghép dàn cao kề alo nhà em với số máy 0971985555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.